Trần Văn Tường của đơn vị An Dương, Nguyễn Đức Cảnh của đơn vị An Dương vào thảo. Chúng tôi xin giới thiệu tranh huy chương vàng hạng trên 80kg giữa đô Trần Văn Tường của đơn vị An Dương mang khố đỏ, Nguyễn Đức Cảnh đơn vị An Dương mang khố xanh. Mời hai đô vào thẳng ngay lệnh trọng tài chống ra đài. Hai đô ra đài. Đô chuẩn bị, trọng tài chuẩn bị, hiệp thứ nhất bắt đầu. Sau trận đấu giữa Trần Văn Tường của đơn vị An Dương và Nguyễn Đức Cảnh của đơn vị An Dương, chúng tôi xin mời Đô Hoàng Văn Nam của đơn vị Hải Phòng và Nguyễn Hồng Kỳ của đơn vị Bắc Ninh vào giữa. Thôi, mời hai đô đứng tại chỗ để công bố kết quả. Chúng tôi xin công bố kết quả. Ở lúc 26 giây hiệp 1, đô mang khố đỏ thắng cuộc. Như vậy huy chương vàng thuộc về Trần Văn Tường của An Dương, huy chương bạc Nguyễn Đức Cảnh của đơn vị An Dương,